Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo về vụ việc một người chết nghi do ngộ độc rượu trên địa bàn. Trước đó, vào chiều 6 tháng 6, ông D, 69 tuổi, cùng ông T, 53 tuổi, nhậu tại nhà của ông N, 50 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Tùng khoảng 1 lít rượu pha với giấm. Sau đó, ông D có biểu hiện bị mệt, ngủ ly bì, nôn ói nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước để điều trị. Tuy nhiên, khi đến khoa cấp cứu thì bác sĩ thông báo ông D tử vong. Liên quan đến vụ việc, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết những người nhậu cùng ông D được chẩn đoán là ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Ngày 10 tháng 6, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân 45 tuổi, quốc tịch Canada, bị liệt hai chân suốt 8 năm. Bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện với tình trạng hạ liệt do di chứng chấn thương cột sống tủy sống, đa chấn thương do tai nạn giao thông, tăng huyết áp, liệt hai chi dưới, rối loạn chức năng vận động tự chủ của hai chân do chấn thương cột sống tủy sống, rối loạn cảm giác, mất phản xạ sinh lý dưới mức tổn thương tủy sống. Bệnh nhân nhập viện nằm điều trị dài ngày tại khoa quốc tế của Bệnh viện Quân y 175. Thượng tá thạc sĩ bác sĩ Lê Anh Dũng, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 175 cho biết đây là một ca thành công vượt mong đợi của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Sáng 10 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn căn nhà 3 tầng tại hẻm số 11 đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang sau khi được khống chế hoàn toàn đám cháy lúc 4 giờ cùng ngày. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 10 tháng 6, khiến 3 người tử vong gồm một cụ ông 70 tuổi cùng 2 bé gái 8 tuổi và 5 tuổi. Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 3 người lớn và 3 trẻ em. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh và Công an huyện Cờ Bang đã bắt giữ 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào tối 6 tháng 6, Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 2007, điều khiển xe máy chở Trần Quốc Trung, sinh năm 2009, cùng ngụ xã Đông, huyện Cờ Bang, đi dạo. Khi đến gần khu vực quảng trường thị trấn Cờ Bang, Mạnh và Trung bất ngờ gặp và bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo dao gậy đến đuổi đánh. Mạnh điều khiển xe bỏ chạy, còn Trung ngã xuống đường bị nhóm thanh niên đánh chết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cờ Bang và các đơn vị liên quan phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ. Đến tối 9 tháng 6, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ngày 10 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Y tế, một số bộ ngành địa phương về mua sắm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết nhiều địa phương gặp khó khăn vướng mắc khi thực hiện mua sắm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng về tham khảo giá, cơ chế đấu thầu, đặt hàng, kiểm định chất lượng vaccine. Hiện đang thiếu một số loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng như vaccine DPT, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, vaccine 5-1 phòng bệnh viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván và phòng bệnh viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn hiếm. Các địa phương cũng phản ánh khó khăn liên quan đến vấn đề pháp lý do các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, nên địa phương không có cơ chế để thực hiện tự đấu thầu. Phương án khả thi nhất là Trung ương cấp ngân sách để Bộ Y tế đấu thầu và phân bổ vaccine, chỉ 1 đến 2 tháng là có vaccine, đáp ứng được nhu cầu và giải quyết tình trạng thiếu vaccine hiện nay. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao, cần chủ động khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục ngay tình trạng thiếu vaccine trước ngày 24 tháng 6.